hello mọi người đã đến với kênh anh minh audio của mình nhé trong tập trước sau khi nhận được tin tức chiến sự trong vũ vực làm trần tư tư nhất thời không thể tin được vào mắt mình chuyện này là sự thật nàng không thể ngờ được các thế lực đã liên minh lại với nhau thế mà cũng không thể tiêu diệt nổi phiêu miểu cung thế nhưng sau khi nghe huyển ma tông chủ nói qua về nội tình của phiêu miểu cung thì nàng mới nhận ra được sự đáng sợ của thế lực này nàng biết với thực lực hiện tại của bản thân thì còn lâu mới có khả năng đem phiêu miểu cung tiêu diệt để báo thù cho tần trần được thế nên trong thời gian tới nàng chỉ còn cách dựa vào tài nguyên mà tông chủ đưa cho cố gắng tu luyện để sớm ngày đột phá đến võ đế lúc đó nàng mới có vốn liếng để cùng phiêu miễu cung liều mạng trong thời gian trần tư tư liều mạng tu luyện thì lúc này ở bên trong cổ ngu giới sau thời gian dài khổ tu ở bên trong không gian sụp đổ làm tần trần có cảm giác bản thân như dung nhập vùng hư không này vậy mà không gian loạn lưu nơi đây lại đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết không tự chủ được tần trần liền đưa tay ra tức khắc một vùng không gian sụp đổ liền bị hấp dẫn qua đây trôi nổi trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, làm tần trần nhất thời dạy ra, hắn không thể tin được là bản thân mình lại có thể điều khiển được không gian sụp đổ nơi đây. Và sau nhiều lần thử nghiệm thì tần trần liền phát giác, không gian sụp đổ quanh đây đã không thể nào gây ra được tổn thương cho hắn nữa. Ngay khi phát hiện ra điều này, trong đầu hắn liền hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ không gian sụp đổ ở đây đã vô cùng suy yếu, đến mức không thể gây ra được thương tổn nữa sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, thì hắn liền gọi ma tạp lạp ra thử nghiệm, về phía ma tạp lạp nghe thấy thanh âm của tần trần hắn lập tức lao ra bên ngoài ngay thế nhưng ngay khi vừa ra đến bên ngoài còn chưa mở miệng nói được lời nào thì hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn rồi chỉ thấy vô số không gian phong bạo giống như lợi nhuận cắt qua thân thể hắn trong nháy mắt vô số huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi cũng may là tần trần kịp thời đưa hắn vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp nếu không thì hắn cũng mất mạng rồi mà lúc này ở bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp thấy ma tạp lạp máu me bé, bé xuất hiện liền dọa cho khô lâu đà chủ và cổ thương võ hoàng hoảng sợ không thôi hai người vội vàng chạy tới lên tiếng hỏi ma tạp lạp ngươi vừa chọc giận chủ nhân hả tại sao lại chịu cực hình như thế này nghe hai người này hỏi vậy làm ma tạp lạp khóc không ra nước mắt sắc mặt u ám quay sang tần trần nói chủ nhân nếu không vừa lòng thuộc hạ ở chỗ nào thì cứ nói ra thuộc hạ thay đổi không được sao cần gì phải dùng cực hình như thế này nghe ma tạp lạp nói vậy tần trần có chút xấu hổ lên tiếng không có gì không vừa lòng cả ta chỉ là đem ngươi ra làm một chút thí nghiệm mà thôi. Nói xong Tần Trần cũng không giải thích gì thêm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài càng khôn tạo hóa ngọc điệp rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh không gian sụp đổ nơi đây, Tần Trần cũng nhận ra, nếu như tiếp tục ở đây tu luyện thì cũng không đem lại hiệu quả nữa, thế là hắn liền thu lấy càng khôn tạo hóa ngọc điệp vào tay, sau đó hướng phía ngoài cổ ngu giới cấp tốc lao đi. Thế nhưng vừa mới lao đi được một đoạn, thì ở phía trước đột nhiên truyền đến một cổ khí tức kinh khủng, theo sau đó là một thân thể khổng lồ giống như nguyên thú tinh khí xuất hiện ở trước mắt hắn chứng kiến đầu quái vật to lớn này lao tới làm sắc mặt Tần trần tức khắc đại biến lúc này hắn cảm thấy dường như có một cổ uy áp đang trực tiếp áp bách lên linh hồn mình vậy làm cho sâu trong nội tâm hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi cảm nhận được điều này không chút do dự Tần trần liền quay đầu bỏ chạy luôn nhìn thấy Tần trần bỏ chạy đầu quái vật kia liền lộ ra cự chảo theo đó đáng sợ huyết sắc lưu quang liền hóa thành một cái màn trời nháy mắt đã đem tầng trần bao vào bên trong về phía tần trần biết bản thân khó lòng có thể thoát khỏi đây hắn vội vàng tiến nhập càng khôn tạo hóa ngọc điệp ngay thế nhưng đúng lúc đó thanh âm của đại hắc miêu vang lên nói tiểu tử chớ có khẩn trương lão nguyên ngươi mau dừng tay lại tiểu tử này chính là người mà khi trước ngươi cho huyết hồn tinh phách giúp ngươi kích xác tên dị ma tộc kia ngươi mắc mù hay sao mà công kích hắn vậy lời của hắc miêu vừa dứt thì một thanh âm ồn ồn vang lên nói đương nhiên ta biết là hắn rồi ta chỉ là muốn ngăn lại hắn mà thôi Tần Trần nghe vậy thì trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, đây mà gọi là ngăn lại sao, thiếu chút nữa đã dọa chết mình rồi. Ngay sau đó, vì có chút hiếu kỳ nên Tần Trần liền ngửa mặt nhìn lên con huyết sắc quái vật phía trước, và rồi như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên làm sắc mặt hắn hiện lên vẻ cổ quái, rồi hắn quay sang Đại Hắc Miêu hỏi, đây chẳng lẽ là nguyên thú mà ngươi nói, ngươi sẽ không để ta mang thứ này ra ngoài chứ? Liếc mắt nhìn sang Tần Trần, Đại Hắc Miêu có chút không vừa lòng lên tiếng, nếu không thì ngươi nghĩ là như nào? đừng quên khi trước ngươi đã đồng ý đáp ứng với ta rồi đấy thế nhưng vừa nói dứt lời thì con ngươi đại hắc miêu đột nhiên trợn tròn có chút sợ hãi nói ngươi ngươi vậy mà nắm giữ không gian quy tắc nghe đại hắc miêu nói vậy làm tần trần có chút giật mình nhìn lại bản thân thanh âm có chút nghi hoặc hỏi ngươi nói ta nắm giữ không gian quy tắc sao thế nhưng ta căn bản còn chưa đột phá đến cửu thiên võ đế mà tần trần nói vậy làm đại hắc miêu có chút giật mình quả thực là tần trần vẫn chưa đột phá đến võ đế thì tại sao lại có thể nắm giữ không gian quy tắc được chứ Thế nhưng sau một hồi suy tư thì nó cũng phát hiện ra nguyên nhân và theo như lời giải thích của con mèo mập này thì là do trong thân thể của Tần Trừng có hai loại lực lượng cùng tồn tại mà hai loại lực lượng này đều là cao cấp nhất, thế nên muốn đột phá võ đế thì nhất định phải cảm ngộ thêm một đạo quy tắc chi lực nữa, hơn nữa đạo quy tắc chi lực này cũng phải tương đương với quy tắc chi lực mà Tần Trừng đang có. Tần Trừng nghe xong mấy lời này thì sắc mặt liền trở nên tái mét, mới chỉ cảm ngộ xong không gian quy tắc chi lực mà hắn đã phải cực khổ như vậy rồi, thế mà hiện tại còn phải cảm ngộ thêm một cái quy tắc nữa thì đâu có dễ dàng như vậy được. Mặc dù khó khăn là thế, nhưng cũng không làm cho Tần Trần nản lòng, hắn biết bản thân tu luyện cửu tinh thần đế quyết, thì khả năng đột phá cảnh giới đã khó hơn người thường rất nhiều rồi, hiện tại có khó khăn hơn nữa thì có thể làm gì được hắn. Giờ phút này, Tần Trần có chút chờ mong, nếu tương lai có thể đột phá đến võ đế, thì không biết lúc đấy bản thân sẽ mạnh đến mức nào. Mơ mộng một hồi, Tần Trần liền quay trở lại với thực tại, hắn đem nguyên thú thu vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp, sau đó theo dẫn đường của đại hắc miêu để rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, Tần Trần rút cuộc cũng trở lại cổ ngu giới, mà địa phương Đại Hắc Miêu dẫn hắn đến làm cho hắn có một chút quen thuộc, bởi vì đây chính là huyệt động mà khi trước hắn đột phá đến võ hoàng. Đứng trong huyệt động, Đại Hắc Miêu liền lên tiếng, mà theo như con mèo đen này nói, thì đây chính là địa phương tiếp giáp gần nhất với Thiên Vũ Đại Lục, chỉ cần lão nguyên mở ra một cái thông đạo, đến lúc đó Tần Trần cần phải tận dụng thời gian một cái hô hấp khi thông đạo này mở ra để xông ra ngoài, thì mới có thể rời khỏi cổ ngu giới này để quay về Thiên Vũ Đại Lục được. Sau khi đã giải thích qua cho Tần Trần biết về phương pháp rời khỏi nơi đây, thì thời gian sau đó cả đám liền phối hợp diễn tập một vài lượt cho quen dần. Cuối cùng đến ngày thứ ba, thì Tần Trần cũng quyết định rời khỏi đây. Theo như phương pháp đã luyện tập từ trước, Tần Trần rất thuận lợi mang theo tất cả mọi người từ trong cổ ngu giới đi ra ngoài. Chỉ thấy hư không bên ngoài lóe lên một cái, đã thấy thân ảnh Tần Trần từ trong đó lao ra rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Tần Trần liền nhận ra bản thân rút cuộc cũng trở về được thiên vũ đại lục đúng lúc này đại hắc miêu xuất hiện bên cạnh tần trần lười nhác hỏi tiểu tử tiếp theo ngươi định làm thế nào trầm ngâm một hồi thì tần trần cũng lên tiếng theo như hắn nói thì hiện tại cần phải tìm hiểu tin tức của vũ vực trước vì trong mấy tháng này ở trong cổ ngu giới hắn đã không biết vũ vực rút cuộc đã phát sinh những chuyện gì rồi và địa phương tần trần muốn đến chính là cổ hoa thành đây là một thành trì ở gần cổ ngu giới nhất quyết định chủ ý tần trần không chút do dự trực tiếp xé rách hư không cả người liền bước vào trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa không lâu sau đó thì hắn đã xuất hiện ở trước cổng cổ hoa thành thế nhưng làm tần trần có chút nhíu mày là khi tiến đến đây hắn lại thấy bầu không khí của cổ hoa thành hết sức ngưng trọng mọi người thì xếp thành một hàng dài để tiến vào trong thành mà trước cửa thành thì có một đám binh lính thủ hộ đang kiểm tra từng người một trông có vẻ hết sức nghiêm trọng tần trần thấy vậy thì đoán chắc hẳn ở đây đã xảy ra chuyện gì thế nên hắn cũng không có tiến vào thành luôn mà đi tìm một chỗ vắng vẻ để dịch dung sau đó mới đi đến cửa thành trên đoạn đường bước đến cửa thành loáng thoáng nghe đám võ giả ở đây nói chuyện thì từng trần mới biết cách đây mấy tháng các đại thế lực thành lập một cái liên minh để chinh phạt phiêu miễu cung thế nhưng kết quả lại bị phiêu miễu cung đánh cho nhét nhát trở về không chỉ có thế mà ba vị thành chủ trong cổ hoa thành này dường như cũng đang muốn đầu nhập vào phiêu miễu cung từng trần nghe vậy thì rất muốn lên tiếng hỏi thế nhưng hắn cũng biết được tin tức mà đám võ giả này biết được cũng chỉ là tin tức nửa vời mà thôi chỉ cần tiến vào cổ hoa thành thì hắn sẽ có cách để thu thập được tin tức mình cần thế là hắn liền nhanh chân bước đến cổng thành Đúng lúc đó, một tên hộ vệ liền tiến lên chặn Tần Trần lại, yêu cầu báo ra lai lịch thì mới được vào thành. Vì không muốn bị bại lộ thân phận, nên Tần Trần liền nói mình là đệ tử của Hiên Viên Đế Quốc, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài của Hiên Viên Đế Quốc cho tên kia xem. Cứ nghĩ chỉ cần thế này thì có thể dễ dàng vào thành, thế nhưng làm Tần Trần không ngờ đến, là mấy tên hộ vệ kia nghe xong thì cũng không chút sợ hãi, ngược lại biểu tình còn có chút kinh thường lên tiếng nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đệ tử của Hiên Viên Đế Quốc, nếu vậy vẫn xin xưng ra tên để đăng ký lai lịch thân phận, đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi để biết từng trần làm sao vào được thành khi bị đám hộ vệ này gây khó dễ thì xin hẹn mọi người trong tập sau nhé